Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Bé Hạt Tiêu. Hôm nay Bé Hạt Tiêu sẽ làm một món ăn rất là đặc biệt, đón xem nha. Rồi bà Hạt Tiêu sẽ đi nhà bà hàng xóm Hạt Tiêu để làm món đó nha. Đây, bà Hạt Tiêu sẽ lên con đường bí mật nhà, cả nhà có đường đi nha, nhưng mà bà Hạt Tiêu lên đường bí mật cho nó nhanh. Đường bí mật cách ly cơm một chiều một tua. Những đồ con ốc à, con ốc cách cách ly tốt. Lộc cho cùng. Đây. Mạng đi kìa, ôm. Đây là quả trứng mini nha cả nhà. Đây là quả dứa. Mình đang gọi là trái thơm. Thế thôi, đây là giáp tuổi không bị thoải. Thăm ăn, thăm cồn cô nha. Đây 5 năm ạ, đón cho hơi nè, XS cái là tới cả lầm đón này các bạn. Quay lông. Con chú lông sơn đi. Dạ. Lại cây chuối rừng. Hãy quay dựng thêm nối xuống này nào. Nối xuống. Hãy quay thôi. Đây là cây chuối rừng nó từng mọc nha. Mình trồng nha. Đây là chuối rừng nhưng mà mình đưa về trồng nha cả nhà. Mình sẽ đi chặt bên này thôi. Là một bí mật của ông Hân. Nó có bấm còn bọc mà. Bắt chết. Các tứ này chết. Cái ớt mini, quay cái ớt mini đi bố. Đây, có hai trái rồi nha.
Qua bên này búp. Đây là lá rong nhiều bánh trưng nha cả nhà. Cái gì chuyện hết cái gì mà. Nói chung đây là lá rong. Lá rong tỉnh trồng. Cái đó cũng hết. Trong thân gió mát. Mày đã có hủ những khô phừ. Ngon chưa bay. Cây này có thể ăn nha cả nhà, rất là chua. Đấy, chấm với ớt ăn rất là ngon nè. Mẹ chào vậy. Đây là lối chuối nha cả nhà. Xong một cây. Một cái. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Thân em vừa trắng lại vừa dài. Dịch thế này thôi chứ mà non lắm. Hay mà mình quay video dài dài đi cháu ơi, vậy cái đi. Mới còn có được hai cái nữa nha cả nhà. Rất là non luôn á. Cái bên kia, bên kia. Không có cái đây ạ. Chặt cây này. Không chặt, chặt cái lông. Ơ tầm mất cây. Tập chặt cổ mẹ. Chó rồi. Thôi, bà ta còn áp bừa ta. Nhiều lắm, kêu sức chặt cái này cho cả nhà. Đi dạo với Phúc. Cầm tơ cái đây và tám tơ cái này. Thôi xong mới tắt lo. Ngầm tông. Chặt hề. Chặt hề. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Quả trứng mini cả nhà. Trứng gà trống nha cả nhà. Trứng gà trống, trứng nhựa. Trứng gà trống. Trứng gà trống. Chưa chín để nó chín thì mình sẽ quay tiếp nha, nhưng mà lúc đó là mình tới mình trộm thôi. Không của nhà mình mà này
mình sẽ lấy lá rong để gói nha cả nhà. Hai lá là một gói đó. Một gói, hai gói, ba gói, thêm bơ mình một gói. Ở quê đồ ăn rất là phong phú cả nhà đây, rau lan. Rau lan một quay em bên mấy làm quay không quay có một ngồi cùng. Chị thôi về thôi nha cả nhà. Ở dưới này nhiều muối lắm. Không nước suối. Đây là cây dâu nha cả nhà, cây dâu giống như trong miền Nam á. Đây là cây quế. Đặc sản của quê Bát Hạt Tiêu. Mệt quá. Này chèo núi. Đi leo núi. Mệt quá đi ơi. Mệt quá. Giờ với Hạt Tiêu sẽ chế biến nói chuối nha cả nhà. Để tí nữa mình làm món đó nha. Mình sẽ chặt từng khúc ra nha cả nhà. Đi sẽ bà nó mãi mịt bò mấy đi. Muộn đi chị bé. Chuyên nghiệp chưa? Đây. Đây. Đấy. Ui, chuyên nghiệp quá. Mẹ chuyển con nồi của bạn ạ. Đấy. Mẹ từ nhà video. Phải khơi bé. Rồi bác Tiêu sẽ đi lấy gia vị đi. Bỏ vô cái món đó nha cả nhà. Món đó là món gì không biết tên nha. Ta đang quay khóc cả nhà. Ui. Em lấy xả nha cả nhà. Nhiệt tình gốc. Này không đúng mùa xả sao mà nó nhổ cội cột lắm cả nhà ơi. Nó nhổ tí hơn không biết Hạt Tiêu. Thôi ngồi đi. Đi ăn nha. Về quê cần gì là xuống dưới nhà lấy cả nhà, không phải đi mua. Tức là tiền đầu rồng. Bé Hạt Tiêu xin mua ớt cao quá, caramel. Đây em phải kéo xuống Hạt Tiêu mới hái được cả nhà. Quay xuống nước hút đi nhau. Quê Hạt Tiêu nhiều cái ớt siêu to khổng lồ cả nhà ơi. Từ này được chưa nhỉ? Được không? Đây là từ nhà với Hạt Tiêu nhìn xuống trong làm với Hạt Tiêu nha cả nhà. Nhà sàn, mái ngói. Đa số ở đây người ta làm nhà sàn hết cả nhà. Thung lũng nha, đây là thung lũng. Hai bên đều là núi hết. Bốn bên núi hết. Nhiều quá không? Không biết ra đường nào. Hà nó đi nè. Hà đi chạy chút. Hà đi hơi không? Cầm nó bằng đi. Nguyên liệu. Để làm món này gồm có hành tím, ớt xà với là cá với nếp. Gạo nếp nhà cả nhà với lối chuối nữa. Ăn một phán thì được rồi. Bởi vì nó sẽ chảy. Tiếng chảy trên sắt bom bom. Tiếng chảy xuyên. Đây, đây là cái cối mà chú Hạt Tiêu từ làm ở cả nhà đây. Tay cầm. Đây là tay cầm nha. Đông khi nào nó phải cầm, còn đây là cái chảy siêu to khổng lồ. Đấy. Wow, ai hoa em biến tẻm hôi à. Đi đi, xem rồi đây. Đây là hậu quả của việc đâm mà không có tay che lại. Đây là ông trẻ. Giờ bác Tiêu sẽ bỏ ra cái nồi nha cả nhà. Xong rồi. Đó. Quay hậu khơ này chứ. Quay hậu khơ này, quay hậu khơ này. Quay hậu khơ này.
Được, với hạt tiêu sẽ đâm lối chuối nha cả nhà. Cái này phải đâm ra mình mới gói được nha, chứ không thì gói cả cái này được. Gói cả cái này. Gói cả cái này nè. Quay xong. Đà Lạt thu nhổ. Mở mắt lô lô đây. Nó kinh khủng quá. Lần để cho nó nghiến ra làm nó mới mau chín nha cả nhà. Dốc hết sức dùng cả thanh xuân để bắt nước chuối. Nước này không phải là nước tây dơ nha cả nhà, nước này là nước chuối đen đen. Màu nó đen nha cả nhà, không phải là nước tây với hạt tiêu dơ. Nay đã đông xong nha cả nhà, giờ mình sẽ bỏ vào bột nếp. Khi nãy hạt tiêu đâm nha. Mình sẽ bỏ vào đây. Mình sẽ trộn lên rồi mình sẽ gói. Rồi mình sẽ hấp. Nhiều gói giai đoạn. Mình gói tầm tầm mấy tấm. Nó rong, nó sạch nha cả nhà. Tí nữa mình sẽ gói bên này nha. Gói bên này nhìn là hạt tiêu sẽ lâu. Nó sẽ sạch. Tí nữa mình gói. Lâu sang bên kia. Lâu lá rong mà cứ yên tưởng cái ngày Tết không có cả nhà. Tết cũng lâu lá rong này. Lá rong quê đã hát kia rất là bực. Nhà chó mèo rất là nhiều luôn. Ao cả nhà bắt từ ao mà bé hạt tiêu lên nha. Đóng gói. Giờ bé hạt bà của bé hạt tiêu sẽ gói lại bình thường tầm bà. Thì bé hạt tiêu không biết gói nên là tiêm gói cái này. Bà bé hạt tiêu gói làm máu xong bé hạt tiêu sẽ gói. Bà trẻ. Đây là bà trẻ nha cả nhà. Bà bé hạt tiêu mới có 30 tuổi thôi. Thấy quấy cả em quấy quấy một họ dón họ còn nó là tổ bánh mì hao bé đó. Tắp sao hùa sao? Đem qua này. Tắp sao ni sao đây? Cho mình hát cọc sao? Còn đoàn thì muốn tính cái hết rồi. Ừ thôi còn tắp sao hùa thế đâu. Để cái này chẳng mặt, cái này chẳng mặt. Cái tủ mà hứa đâu. Này. Mày, mày tăng mà quay cơn kề bé mà. Cơn kề, cơn kề. Một mối, nó xong. Đó. Đó. Hai. Cũng ra gì vào này nội nha cả nhà. Rồi. Bữa nội ấy mà nội đây nè. Cuối cùng đã chuyên nghiệp nha cả nhà. Chưa cuối cùng nha, còn có. Còn một gói nữa nhưng mà cũng cuối cùng rồi. Chuyên nghiệp hơn gói đầu tiên. Mỗi cánh. Bác kia sẽ bỏ vô nồi để chuẩn bị hấp nha cả nhà. Cái này hấp bao lâu? Bà Phúc. Bà trẻ. Từ một tiếng. Một tiếng này. Tiếng hay là ba mươi phút của cô đây.
nước sôi rồi bát tiêu sẽ bỏ lên hấp. Từ từ lấy. Bếp củi. Chỗ bát tiêu nhà nào cũng dùng bếp củi như này. Giờ mình chờ trong 30 phút nữa mình sẽ quay lại nha. Ui thơm quá. Không cái tên của cá này. Kiếm như ra cả nhà đây. Trời ơi thơm quá. Thơm nước muối. Con mèo. Con mèo đang rất là thèm. Đó là cookie này. Món buổi chiều bát tiêu với bà của bát tiêu làm đã chín ra cả nhà. Giờ bát tiêu mời cả nhà ăn chung với bát hạt tiêu nha. Bữa cơm giản dị. Bữa cơm rất là giản dị. Đây mẹ. Nồng rau cả nhà. Phải gần cạnh mà đi nhìn được. Thoải mái mà bạn. Ok. Đây mời cả nhà ăn chung với bát hạt tiêu nha. Bữa tầm bé này nó cũng mới mấy ông bà không? Bây giờ không? Mới cũng mấy tài. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon thôi, quay quay không thằng chèn cơm béo. Đem ra. Đúng rồi, em mua. Giờ video của bé hạt tiêu đến đây là kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video hay hoặc không hay thì cho bé hạt tiêu một like, một comment và một lượt đăng ký kênh nha. Bé hạt tiêu cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.